Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thị trường ngày 13 tháng 10 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã đồng loạt đưa ra 8 giải pháp để đảm bảo sự ổn định của thị trường xăng dầu trong nước. Trong quý tư, hai nhà máy Nghi Sơn và Dung Quất sản xuất được 4,4 triệu mét khối xăng dầu, đảm bảo 80% tổng nhu cầu trong nước. Lượng còn lại sẽ được nhập khẩu. Lượng tồn kho của một số doanh nghiệp xăng dầu lớn hiện đảm bảo cung ứng và có thể chia sẻ cho các thương nhân phân phối để đảm bảo nguồn cung cùng với đó bộ tài chính đã tăng chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu đối với một lít xăng A92 từ 975 đồng đã được tăng thêm 350 đồng lên thành hơn 1.320 đồng theo các chuyên gia các giải pháp điều hành này là linh hoạt và kịp thời